Cuối năm 2019, chiến thắng 3-1 của PSG trước Montpellier trở thành kém vui hơn bởi hành động của Kylian Mbappé. Tiền đạo Kylian Mbappé là một trong những người chơi tốt nhất trong chiến thắng trước Montpellier. Ngôi sao người Pháp tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo. Tuy nhiên, cựu sao Monaco đã không đá trọn vẹn trận đấu. Sau chỉ bị thay khi trận đấu sắp đi vào phút bù giờ, tiền đạo 21 tuổi vẫn tỏ ra bức xúc. Mbappé phớt lờ Tuchel chờ đợi bắt tay ở ngoài đường biên và đi thẳng vào trong. Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi báo chí Tây Ban Nha tiết lộ sao trẻ này không muốn ký hợp đồng mới với PSG bởi Real Madrid muốn theo đuổi sát sao. Cùng khám phá xem điều gì xảy ra nếu bạn làm Kylian Mbappé nổi giận nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Gây chú ý khi tỏa sáng tại các trận đấu quan trọng ở World Cup 2018 khi mới 19 tuổi và rồi nhanh chóng phát triển, vươn đến đẳng cấp cao nhất, sánh ngang những ngôi sao hàng đầu thế giới. Mbappé, bản hợp đồng đắt giá khiến Paris Saint-Germain từng bị chê bai là điên rồ, nay lại trở thành mức phí quá rẻ với những gì cầu thủ người Pháp đã thể hiện. Tài năng và tầm ảnh hưởng của anh trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thế nhưng, ở độ tuổi đôi mươi với nhiều sự hỗn loạn trong tâm tưởng và bản năng, Mbappé vẫn còn những thời điểm bồng bột dẫn đến những chấm đen không thể tránh khỏi trong sự nghiệp thi đấu chói sáng của mình. Sau đây là những khoảnh khắc trẻ người non dạ của tiền đạo sinh năm 1998 này. Trong chuyến làm khách trên sân của Angers hồi tháng 11 năm 2017, Mbappé có công rất lớn khi đóng góp đến 2 bàn thắng và một pha kiến tạo vào trận đại thắng 5-0 của Paris Saint-Germain. Nhưng cũng trong trận đấu này, ngôi sao người Pháp lại thể hiện một khía cạnh không đẹp lắm. Trong tình huống cản bóng với đội Angers, Mbappé đã tấn ngã Angelo Fulgini, sau đó cố tình ăn vạ khi đang qua cầu thủ này. Có thể Fulgini đã cố tình khèo chân, nhưng phản ứng của anh thực sự không quá chân thực và trọng tài đã không ngần ngại khi tặng cho Mbappé một chiếc thẻ cùng màu với chiếc áo anh mang. Ở trận chung kết cúp quốc gia Pháp 2019, Mbappé đã lãnh án treo giò 3 trận sau pha phạm lỗi với một cầu thủ của Rennes. Đó là tình huống ở phút 118 khi PSG đang bị đối phương cầm hòa và Mbappé đã không thể giữ được bình tĩnh sau khi mất bóng bên cánh trái. Thay vì cố tranh bóng hợp lệ, anh đã đạp vào ống đồng của Da Silva khiến cầu thủ này lập tức đổ xuống sân. Hậu quả chính là Mbappé phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Tháng 1 năm 2018, trước trận đấu mà PSG đánh bại Rennes 3-2 để bước vào chung kết cúp Liên đoàn Pháp, Mbappé từng được dự kiến là phải nghỉ cả tháng do chấn động thần kinh sau cú va chạm trong trận gặp Lyon trước đó vào ngày 22 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên khi bất ngờ xuất hiện ở trận này, anh đã có pha cài sâu khá nguy hiểm với cầu thủ Ismaïla Sarr. Mbappé đá vào đầu gối chân phải của Sarr, rồi tiền thể đạp luôn vào chân trái đối thủ tới mức rách cả tấc. Đối mặt với chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp, cầu thủ trẻ còn tỏ ra bất bình với quyết định của trọng tài trên đường rời sân vì cho rằng trước đó bản thân cũng bị xoạc bóng y như vậy nhưng chẳng có ai bị thẻ đỏ. Đầu tháng 2 năm 2020, PSG đã giành một chiến thắng giòn giã 5 sao trước Montpellier. Thế nhưng niềm vui của PSG không được hoàn mỹ
khi chứng kiến mâu thuẫn giữa cầu thủ với huấn luyện viên đội bóng. Mbappe bày tỏ thái độ bất mãn với huấn luyện viên Tuchel khi bị thay ra. Trong bầu không khí căng thẳng, tiền đạo sinh năm 1998 sau đó tiến về băng ghế dự bị với khuôn mặt khó chịu, thậm chí còn không buồn mặc áo khoác để trốn cái lạnh âm độ của thời tiết ở Paris. Đây không phải lần đầu tiên Mbappe tỏ vẻ hậm hực với người thầy của mình. Tháng 12 năm ngoái, ở trận gặp Montpellier tại lượt đi Ligue 1, cầu thủ người Pháp cũng từng tỏ thái độ bực bội, không quan tâm đến ông Tuchel chỉ vì không muốn bị thay ra ngoài. Ở một trận đấu khác, sau màn lướt qua đời nhau chớp nhoáng trong một pha tấn công giữa Mbappe và thủ thành Rémy Vercoutre đã xảy ra tranh chấp và bắt đầu có lời qua tiếng lại. Tình huống đó buộc trọng tài phải vào cuộc để giải hiềm khích giữa hai người. Tuy nhiên thái độ của Mbappe có vẻ không để tâm lắm, hay chính xác là không coi ra gì, khiến vị vua áo đen này phải thổi còi gọi hai người trở lại để điều giải một lần nữa. Tháng 9 năm 2018, Mbappe lại dính một chiếc thẻ đỏ đầu tiên khác, nhưng là ở Ligue 1, bị một cầu thủ của Nantes phạm lỗi. Tiền đạo trẻ người Pháp ngay sau khi lăn lộn trên sân đã cây cú bật dậy, bất chấp tất cả để ăn miếng trả miếng với đối thủ. Tranh chấp xảy ra khiến trọng tài phải tặng cho cả hai một suất tắm sớm. Mbappe có thể xem là sự kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng được cho là lời nguyền khi được gắn danh kẻ nổi loạn của PSG. Nhiều người cho rằng do ảnh hưởng từ người đàn anh Neymar khiến Mbappe trở nên kiêu ngạo hơn. Có nhiều nhận xét cho rằng cái tôi quá lớn khiến cách hành xử trong bóng đá của anh giống như kiểu bất chấp suy nghĩ. Liệu những hành động của Mbappe chỉ thể hiện anh đang sống đúng với tuổi 21 của mình, hay đó là hệ quả từ thứ văn hóa bóng đá nuông chiều ngôi sao đã tồn tại ở PSG? Có lẽ điều này còn nhiều thứ để bàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhớ bảo vệ bản thân an toàn qua mùa đại dịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip mới nhất của kênh.